trồng cây này trước cửa nhà, bảo sao nghèo bền vững, làm mãi không giàu, cả nhà ốm đau triền miên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cây xanh là một món quà tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Cây xanh có thể giúp lan tỏa cái bóng mát, thanh lọc không khí ở trong nhà ở và sẽ giúp cho cái mái ấm của gia đình bạn luôn tràn đầy cái không khí tốt lành. Chính vì vậy, nhiều người thường ưa chuộng cái việc trồng cây xanh trước cửa nhà để hòa mình vào cùng với thiên nhiên, cùng với đất trời. Tuy nhiên, hiếm ai mà biết rằng mỗi loại cây lại mang một cái ý nghĩa phong thủy khác nhau. Có những cái loại cây nó giúp thúc đẩy cái yếu tố phong thủy trong nhà ở, nhưng ngược lại, cũng có những không ít loại cây nó mang cái ý nghĩa xấu, tuyệt đối không nên được trồng trước cửa nhà, kẻo tán gia bại sản, rước họa vào thân. Vậy, đó là loại cây nào mà nguy hiểm đến vậy? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị có thắc mắc tại sao nhiều người lại ưa chuộng trồng cây xanh trước cửa nhà hay không ạ? Thứ nhất, cái khu vực trước cửa nhà là một trong những cái khu vực trọng yếu mà gia chủ cần chú ý khi mà muốn trồng cây xanh. Và nó hoàn toàn có thể giúp gia chủ gặp nhiều cái may mắn khi mà chọn đúng cái loại cây, trồng đúng nơi, đúng chỗ. Thứ hai, cái khu vực trước nhà là cái khu vực giao thông của nhiều cái loại luồng khí khác nhau. Nếu mà chọn đúng loại cây hợp với bản mệnh của gia chủ thì nó sẽ giúp hấp thụ những cái nguồn năng lượng tốt, những nguồn luồng khí tốt, mang lại tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ. Thứ ba, không xét về mặt phong thủy thì dù bất cứ các loại cây nào thì cũng sẽ giúp thanh lọc cái không khí và thanh lọc, cải thiện cái không gian sống của chúng ta. Thứ tư, cây cảnh cũng là cái vật trang trí phù hợp cho nhiều cái ngôi nhà. Không những vậy, nó còn mang lại cái vượng khí vô cùng tốt lành cho căn nhà của bạn. Để mang lại cái hiệu quả tốt nhất thì gia chủ cần tránh các loại cây không nên trồng trước cửa nhà trong phong thủy. Tốt nhất là nên lựa chọn dựa vào cái bản mệnh và sở thích để chọn những loại cây phù hợp nhất. Có rất nhiều cái loại cây phong thủy có thể lựa chọn để trồng trước cửa nhà trong cái không gian sống của nhà mình. Thông thường thì chúng ta có thể lựa chọn bất cứ các loại cây xanh nào vừa phù hợp với cái sở thích và nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, trong số đó có những loại cây không nên trồng trước cửa nhà bởi chúng có thể ảnh hưởng đến tài lộc và mang lại những điều xui xẻo, đen đủi cho cả gia đình. Và dưới đây là 5 loại cây mang cái ý nghĩa xấu trong phong thủy, tuyệt đối không nên trồng trước cửa nhà, kẻo rước họa vào thân. 1. Cây mít. Thưa quý vị, ông cha ta thường nói, cây mít có ma, cây đa có thần. Chính vì thế, khi trồng cây mít ở trước nhà sẽ thu hút cái tà khí, là nơi trú ngụ của nhiều hồn ma. Và đây cũng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe và cái tinh thần của các thành viên trong gia đình. Trong bách khoa phong thủy thì cây mít là loại cây quen thuộc được trồng ở các ngôi đình, đền, miếu, phủ, chùa, chiền. Và dù ở chùa hay là ở đình ý, thì cũng để hợp với phong thủy thì mít cũng chỉ được thường khuyên là trồng ở trong vườn phía trước hoặc là vườn phía sau hoặc là ở hai bên chùa, chứ không bao giờ trồng phía trước cửa chùa. Vì trong phong thủy, cái cây mít nó tạo ra cái năng lượng tiêu cực, không nên trồng trước cửa nhà nhằm hạn chế những cái điều không may mắn nó xảy ra. Cây mít thuộc giống cây đại thụ thân gỗ, thông thường thì kích thước lớn từ 8 đến 15 mét. Có nhiều cái tán lá rậm rạp nên trồng cây mít trước nhà là không hề tốt. Nó cản trở cái dương khí, cái nguồn năng lượng, nguồn ánh sáng mặt trời và ngăn chặn cái sinh khí lưu thông vào đại môn, tức là cái cửa chính của ngôi nhà. Trong khi đó, những chuyên gia phong thủy cũng khẳng định trước ngôi nhà cần phải thoáng, rộng, không bị che khuất tầm nhìn để giúp đem lại cái vận khí tốt lành cho gia chủ. Thì ngoài ra, mít cũng là một cái loại cây rụng nhiều lá, quả mít cũng dễ bị rụng và gây mùi hôi thối. Dẫn dụ nhiều ruồi nhặng nó đến là không tốt cho sức khỏe của con người. Vì những cái nguyên do trên mà chúng ta không nên trồng cây mít trước cửa nhà. Nếu bạn yêu thích cái hương vị, cái vẻ đẹp cũng như là cái giá trị của cây mít mang lại thì các bạn hãy trồng ở vườn sau để tránh phạm cái lỗi phong thủy xấu. Đó là cây đầu tiên. Đứng thứ hai là cây dâu tằm. Quý vị thân mến, cũng giống như là cây mít thì cây dâu cũng được quan niệm là không nên trồng trước nhà. Cây dâu trong tiếng Hán đọc có nghĩa là từ tang, ví dụ như là những người mà mệnh tang đố mộc, đấy, 1981 chẳng hạn. Vì vậy, người Việt thường hạn chế nhắc đến những cái từ liên quan đến tang tóc, bởi đó là tang ma, tang tóc và chết chóc. Biểu hiện của những cái điều không may mắn, chắc hẳn là các bạn cũng đã từng nghe đến những từ bị ma nhập, đến những người bị ma nhập đúng không ạ? Thì thường lấy cái que bằng cái dâu để đánh đuổi, để xua đuổi tà ma. Vì vậy, theo quan niệm của phong thủy, cây dâu thì kiêng trồng trước nhà để tránh những cái điều xui xẻo, tránh những cái điều đen đủi đến với gia đình nhà các bạn.
và nó cũng không phải là loại cây phong thủy tốt. Đứng ở vị trí thứ 3 đó là cây liễu. Thưa quý vị, trồng cây liễu trước cửa thì sẽ làm hao tài tốn của. Các bạn thân mến, phận liễu yếu đảo tơ được dùng để tả những cái người con gái có cuộc đời long đong lận đận, không được thuận lợi. Từ liễu khi đánh vần lại giống đồng âm với từ lưu, tức là gì? Tức là chảy, tức là đổ đi mất. Vì vậy, khi mà trồng cây liễu trong nhà, nhất là trồng ở trước nhà, sẽ khiến gia chủ gặp nhiều cái vận xui xẻo, hao tài tốn của và tài sản cũng sẽ đội nón ra đi. Hơn nữa, theo phong thủy, nếu trồng cây liễu trước nhà sẽ dẫn dụ âm khí đến cái ngôi nhà của bạn. Cây liễu thì thuộc phần âm và không có cái hạt. Đây là cái liên tưởng đến cái phần về con cái, tức là gì? Không có hậu vận về sau. Vì vậy, trong các loại cây không nên trồng ở trước nhà thì cây liễu cũng là một trong những loại cây mà các bạn phải hết sức lưu ý. Người ta chỉ trồng liễu trong công viên hoặc là trong những cái bờ hồ để tạo ra cái bóng xanh mát mà thôi, chứ không ai trồng trước cửa nhà cả. Thứ tư là cây xương rồng. Trồng cây xương rồng trước nhà sẽ hạn chế tài lộc của cửa nhà bạn. Xét các loại cây trong phong thủy thì xương rồng là loài cây có sức sống mãnh liệt. Trong cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên, theo phong thủy cũng như là cái văn hóa cổ xưa thì cây xương rồng chỉ nên trồng trong nhà khi mà có đám tang hoặc có đám cháy. Cây xương rồng thì cũng như cây dâu hay là cây mít, đúng không? Nó thu hút cái âm khí, và không những thế, cây xương rồng còn ngăn cản cái tài lộc đến với ngôi nhà của chúng ta. Vì vậy, nếu mà các bạn không muốn cái công việc của mình nó bất ổn, cuộc sống của mình ngày càng trở nên khó khăn, thì cũng không nên trồng cái cây xương rồng trước cửa nhà. Nhưng các bạn có thể đặt một chậu xương rồng nhỏ ở phía ban công hoặc là ở trong nhà, lại có tác dụng ngược lại, thu hút được cái tài lộc và may mắn cho gia đình. Thứ năm là cây dương xỉ, không tốt cho sức khỏe của con người. Thưa quý vị, khi chúng ta lựa chọn trồng cây trước cửa nhà thì chúng ta không những cần chú ý đến cái tài lộc may mắn, mà bạn cũng nên chú ý đến cái sức khỏe của mình. Sức khỏe có tốt, có dồi dào thì mới có thể làm được nhiều việc, thực hiện được nhiều cái kế hoạch đặt ra. Vì vậy, trong số các loại cây không nên trồng trước cửa nhà phải kể đến cái cây dương xỉ, tránh ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bạn cũng như là các thành viên trong gia đình. Cây dương xỉ có tán lá xanh đẹp nên được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, trong dân gian ấy, thì cây dương xỉ được xem như là loại cây dẫn dụ tà ma nó về nhà, không mang lại cái sự may mắn cho gia chủ. Nếu mà xung quanh nhà bạn mà thấy có nhiều cây dương xỉ mọc, tức là ngôi nhà đó bị nhiều âm khí, và điều này thì không tốt cho sức khỏe cũng như là công việc của gia chủ. Vì vậy, các bạn nên kiểm soát cây dương xỉ nếu mà trồng ở trong nhà. Thứ sáu đó là chính là cây đa. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng cây đa đã rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Cây đa phát triển tốt, bóng cây đa thì to, rộng và tạo ra bóng mát. Nhất là với cái thời tiết oi ả, chúng ta thường thấy những cây đa được trồng ở nhiều sân đình, chùa, chiền hay là những nơi linh thiêng, hoặc là nơi đầu làng, chứ không bao giờ được trồng đa trước cửa nhà. Nhiều người quan niệm cây đa là loại cây không xung nạp với con người. Với cái hình dáng thân cây xù xì và thô, sẽ khiến cho địa hình của khu đất đó bị lồi lõm và làm mất cân bằng cái ngôi nhà của chúng ta. Hơn nữa, cây đa là cái nơi trú ngụ của nhiều âm khí, không tốt cho gia đình của các bạn. Vì vậy, cây đa là một trong những loại cây không nên trồng trước cửa nhà. Nếu các bạn định trồng thì hãy bỏ ngay ý định này đi. Hãy chọn lựa loại cây khác phù hợp hơn, tốt cho phong thủy để trồng trước nhà các bạn. Quý vị thân mến, các loại cây được trồng trước nhà không chỉ đem tới cho cái không gian sống nó thêm phần xanh mát, mà còn mang đến những cái ý nghĩa về mặt phong thủy. Lựa chọn cây trồng trước nhà phù hợp sẽ giúp các bạn mang lại nhiều cái may mắn, mang lại nhiều cái tài lộc và bảo vệ cho gia chủ khỏi những cái điều không may mắn, tránh được những cái mâu thuẫn không đáng có. Nếu như bạn vẫn đang băn khoăn không biết nên trồng cái gì trước cửa nhà để đem lại cái tài lộc, lại vừa mang lại cái không gian xanh mát, thì các bạn có thể tham khảo những loại cây sau đây tôi sẽ chia sẻ tiếp tục cùng quý vị và các bạn. Một là cây ổi. Cây ổi thuộc loại cây bóng mát và giúp điều hòa cái không khí, vừa che nắng hiệu quả, lại vừa đem đến cái không gian nó mát mẻ trong lành. Ngoài ra thì hiện nay rất nhiều cây ổi được tạo dáng là bonsai với kích thước khác nhau và làm tăng thêm cái tính thẩm mỹ, làm đẹp cho cái cảnh quan của trước cửa nhà bạn. Ở trong phong thủy, cây ổi tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, cho sự cứng rắn. Trồng cây ổi trước cửa nhà, gia chủ sẽ có nhiều cái cơ hội làm ăn, mang đến cái sự ấm no, đầy đủ và hạnh phúc. Như vậy, có nghĩa là trồng cây ổi trước cửa nhà là cái điều hoàn toàn nên làm. Theo các chuyên gia phong thủy, cây ổi không kén người trồng, vì thế gia chủ tuổi nào, mệnh nào cũng có thể trồng được loại cây này. Thưa quý vị, trồng cây ổi trước nhà sẽ mang lại sinh khí, dồi dào cho căn nhà của mình.
Nhiều người thường ví sinh khí như một cô tiểu thư đài các, thích sự sạch sẽ ngăn nắp, thích hoa cỏ xanh tươi. Nên một căn nhà sạch sẽ, hoa nở bốn mùa, cây lá xanh biếc sẽ giúp thu hút sinh khí đó vào nhà. Còn chủ nhân thì nhìn thấy cái cảnh quan này cũng cảm thấy dễ chịu và hài lòng, muốn ở nhà được nhiều hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý những cây cao lớn như là cây nhãn, cây ổi, cây cam thì cần trồng phía bên trái hay bên phải hay là sau nhà. Hoặc là các cây thấp nhỏ như là cây ớt thì trồng bên nào thì xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thứ hai, cây cao. Trồng cây cao trước nhà rất là tốt, bởi cây cao nó giúp tăng cái nguồn năng lượng dương, làm giảm cái năng lượng âm và ảnh hưởng đến cái ngôi nhà của các bạn. Nhờ đó mà mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, theo các chuyên gia phong thủy, thì văn hóa người Việt thường có cái câu châm ngôn đúc kết từ những kinh nghiệm của ông bà ta. Trong đó có quan niệm là gì? Trước cau sau mít, hoặc là trước cau sau chuối. Là quan niệm kinh điển, là những cái kinh nghiệm để bố trí cái cảnh quan trong ngôi nhà nó hợp lý. Trước kia, bởi ngôi nhà đa phần là quay về hướng Nam và các hướng lân cận như là Đông Nam, Tây Nam để đón cái gió mát, cũng như là để tránh ánh nắng phía Tây và gió lạnh ở phía Bắc. Cho nên, cái phần trước của ngôi nhà hay trồng các loại cây thân thẳng, nổi bật như là cây cọ, cây dừa, cây thiên tuế, cây cao v.v. để không ngăn cản cái nắng sớm và gió mát vào nhà, vừa là được cái dáng cao, thẳng và đẹp. Các căn nhà hiện nay dù đã có ít nhiều cái thay đổi về cái thiết kế, song cái quan niệm trước cao sau mít vẫn được giữ nguyên cho tới tận bây giờ. Vì thế một lần nữa có thể khẳng định cái việc trồng cao trước cửa nhà là hoàn toàn chính xác. Nhưng có một vấn đề là các bạn phải lưu ý chính xác lựa chọn về cái số lượng và vị trí trồng cây. Trong nghệ thuật cây trồng thì số cành, thân, lá thường lấy theo số lẻ, vì quan niệm phương Đông ấy cho rằng là số lẻ là số sinh, là sự trường tồn vĩnh cửu. Ngoại trừ số 2 là thể hiện cho sự hài hòa âm dương trời đất. Những cái số chẵn thì không nên sử dụng theo cái quan niệm là lão sinh lão bệnh tử. Để biết được nên trồng mấy cây cao trước nhà thì các bạn có thể tham khảo cái ý nghĩa của từng con số dưới đây. Sau đó quý vị sẽ lựa chọn cho mình những con số phù hợp. Số 2 thể hiện sự đối lập nhưng lại mang cái tính hài hòa bền lâu, thể hiện cái sự âm dương hòa hợp trong nhân gian. Số 3 thể hiện các mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống và cái quan hệ giữa trên dưới, giữa gia đình và với dòng họ, và mong muốn con người có được cuộc sống như ý với thiên nhiên. Nó theo thuyết tam tài, tức là gì? Thiên, địa, nhân. Tam tai có nghĩa là thủy, hỏa, phong. Tam đa là phúc, lộc, thọ đấy. Mong muốn con người được gì? Con cháu đề huề và nhiều tiền của, được sống lâu trăm tuổi. Dùng 3 cây hoặc là 1 cây có 3 tán, hoặc là 3 cây cùng chung nguồn gốc thì cũng là mang lại những điều tốt lành. Số 5 thể hiện quy luật vạn vật của trời đất, thể hiện cái niềm tin của tôn giáo, thể hiện cái quy tắc cương thường của người con trai, thể hiện cái mong ước của con người được có một cuộc sống được tốt hơn. Số 7 thể hiện cái mong ước của con người đối với cuộc sống và với xã hội được tốt lành hơn và được cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Số 9 là số cửu phẩm, thể hiện cái ước mong của gia đình và dòng họ luôn được danh giá, cuộc sống của con cháu thì giàu sang phú quý, được cậy nhờ khi mà gặp khó khăn hoạn nạn. Với từng lý giải cụ thể ở trên ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được cho mình số cây cao phù hợp để trồng trước cửa nhà, tùy theo mong muốn và nhu cầu của bản thân. Thứ 3, cây tre, cây trúc. Các loại cây trúc có dáng thanh, mảnh, cao, ráo, làm cây phong thủy trước nhà rất phù hợp. Loại cây này mang cái nét mềm mại, dù gặp mưa, gió, bão bùng, dù trong điều kiện khắc nghiệt thì vẫn cứ đứng vững, hiên ngang. Do đó, trúc là cái biểu tượng của sự sống, của sự trường thọ. Nó còn là biểu tượng của sự đoàn kết bền vững, bởi trúc sống theo khóm, đấy, sinh trưởng rất tốt và sống ở được những nơi mà đất khô cằn sỏi đá. Cây trúc là cái hình ảnh của trời đất rộng dài, của gì? Của trường xuân vĩnh cửu. Trong phong thủy, trồng trúc trước nhà đem lại cái may mắn tốt lành và xua đi những điều xui xẻo, xua đi những cái vận xui của gia chủ. Dáng vẻ mộc mạc, thanh cao và cái thế đứng của cây trúc ấy, nó thể hiện cái sự sống bình yên và tao nhã. Trồng cây này trước nhà còn mang tới cái vận may an lành cho gia chủ. Trong tâm thức của người Việt, trúc với tre chính là hai loại cây biểu tượng cho sự may mắn, ngay thẳng, uy phong. Hình dáng thân cây thanh mảnh, cao ráo và chia làm nhiều đốt. Hai loại cây này thì cũng mang cái yếu tố, mang cái tố chất cốt lõi của người quân tử, kiên trung bất khuất, dù gặp gió mưa bão bùng đi chăng nữa thì cũng vẫn hiên ngang. Chính vì vậy, trồng cây trúc trước nhà cũng có khả năng xua đi những cái rủi ro, đem lại những cái may mắn cho gia chủ. Cây trúc thì cũng dễ trồng, dễ chăm sóc và thích nghi tốt. Nó cũng không chiếm nhiều diện tích.
Suốt 4 mùa thì cây trúc luôn xanh tươi nên là rất phù hợp trồng ở trước cửa nhà. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng quan niệm khi đặt một chậu trúc trên bàn làm việc hoặc một trên bàn trong nhà sẽ giữ cho gia đình luôn được yên ấm, tránh được những cái xung đột không hay. Còn nếu mà đặt trúc trên bàn làm việc thì sự nghiệp sẽ được suôn sẻ, có nhiều may mắn và cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Đồng thời, cây cũng có khả năng là trừ tà rất tốt. Vì thế, từ lâu nhiều gia đình đã chọn trồng cây trúc trước nhà với cái ngụ ý là cân bằng âm dương, điều hòa không khí, mang đến cái may mắn, an lành cho các thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, cái việc lựa chọn cây nào phù hợp để trồng trước cửa nhà sẽ mang đến cho quý vị phúc lộc dồi dào, vạn sự hanh thông, thuận lợi như ý, phất lên như diều gặp gió đã được chúng tôi chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Đây là những tuổi cực đẹp, cứ xây nhà năm 2024 Giáp Thìn sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, cái việc xây nhà là một trong những cái việc trọng đại của đời người. Thường thì trong cuộc đời của chúng ta, mỗi người chỉ xây 1, 2 hoặc là cùng lắm xây 3 căn nhà mà thôi, đúng không ạ? Và đối với những người mà chủ đầu tư thì chúng ta không nói, nhưng với những người dân bình thường ấy, thì xây được 1, 2 căn nhà đã là quý lắm rồi. Vậy thì khi mà xây nhà ấy, thì chúng ta có rất nhiều tiêu chí. Nào thì phải gì xin được giấy phép của chính quyền địa phương, cũng như là gì chọn được đất để nó phù hợp và gì chọn được cái thời điểm xây. Thì ngoài ra cái việc lựa chọn tuổi xây nhà thì cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà hầu hết mọi người đều quan tâm. Thì để lựa chọn được cái tuổi xây nhà ấy, từ trước đến nay các cụ nhà ta vẫn dặn đúng không ạ? Kiêng kỵ ba thứ là kim lâu, hoang ốc và tam tai. Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì sẽ có những tuổi nào xây nhà được lộc trời cho, giàu sang phú quý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thì để xây được nhà thì cái tiêu chí đầu tiên chúng ta chọn thường là gì? Cái tuổi đó sẽ không bị phạm phải cái kim lâu, đúng không ạ? Như chúng ta đã biết ấy, cái kim lâu đó thì kim là vàng, lâu là lầu đó. Kim lâu tức là lầu vàng đó. Khi xây nhà mà phạm vào cái tuổi kim lâu thì nó không tốt. Mọi người ở trong gia đình ấy, thì sẽ gì? Nó không được an yên, không được hạnh phúc. Vậy nên là chúng ta cần phải kiêng kỵ những cái tuổi mà phạm kim lâu khi mà xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn này đó. Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì sẽ có những cái tuổi sau đây sẽ không bị phạm kim lâu đấy. Xin mời quý vị cùng theo dõi này. Thì đầu tiên là tuổi 1955 là tuổi Ất Mùi. Ất Mùi là 70 tuổi đúng không? Thì không bị phạm. Thứ hai là tuổi 1957 là tuổi Đinh Dậu, 68 tuổi không bị phạm. 1958 là tuổi Mậu Tuất, 67 tuổi. 1960 là tuổi Canh Tý, 65 tuổi. 1962 là tuổi Nhâm Dần là 63 tuổi. 1964 là tuổi Giáp Thìn, 61 tuổi. 1966 là tuổi Bính Ngọ là 59 tuổi. 1967 là tuổi Đinh Mùi, 58 tuổi. 1969 là tuổi Kỷ Dậu, 56 tuổi. 1971 là tuổi Tân Hợi, 54 tuổi. 1973 là tuổi Quý Sửu, 52 tuổi. 1975 là tuổi Ất Mão, 50 tuổi. 1976 là tuổi Bính Thìn, 49 tuổi. 1978 là tuổi Mậu Ngọ, 47 tuổi. 1980 là tuổi Canh Thân, 45 tuổi. 1982 là tuổi Nhâm Tuất, 43 tuổi. 1984 là tuổi Giáp Tý, 41 tuổi. 1985 là tuổi Ất Sửu là 40 tuổi. 1987 là tuổi Đinh Mão, 38 tuổi. 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, 36 tuổi. 1991 là tuổi Tân Mùi là 34 tuổi. 1993 là tuổi Quý Dậu, 32 tuổi. 1996 là tuổi Bính Tý, 29 tuổi. 1998 là tuổi Mậu Dần, 27 tuổi. Và năm 2000 là tuổi Canh Thìn, 25 tuổi. Đó. Thì đây là những cái tuổi mà không bị phạm kim lâu. Không bị phạm kim lâu nhé. Nếu mà các bạn không bị phạm hoang ốc, không bị phạm tam tai nữa thì chúng ta xây nhà hoàn toàn bình thường. Bây giờ chúng ta xét đến cái tiêu chí thứ hai là hoang ốc, đúng không ạ? Khi mà các tuổi không bị phạm kim lâu rồi thì chúng ta bắt đầu xét cái yếu tố thứ hai là hoang ốc. Thưa quý vị, hoang ốc nó chính là căn nhà hoang. Khi mà nó gồm có 6 cái, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Nhất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thuận tử và lục hoang ốc. Đó. Thì có 6 cái, nếu mà phạm vào tam địa sát, ngũ thuận tử và lục hoang ốc thì chúng ta không xây được. Và khi mà xây nhà vào những cái năm mà phạm hoang ốc ấy thì hoang ốc tức là tượng trưng cho cái nhà bỏ hoang, cái nhà không có người ở. Vị trí là xây nhà thì chúng ta mong muốn là có được gì? Gia đình tụ họp, yên ấm, an vui, làm ăn thì phát đạt, công danh sự nghiệp thì cứ thế mà thăng tiến. Chứ không ai muốn là xây xong căn nhà rồi để cái nhà đấy mà cả mọi người đều bỏ đi hết. Vậy nên là cái tuổi hoang ốc cũng là một cái cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta
lựa chọn nó là một cái tiêu chí để chúng ta xây nhà, đúng không ạ? Và trong năm 2024, năm Giáp Thìn, thì có các tuổi sau là không bị phạm hoàng ốc. Cái tuổi này không bị phạm hoàng ốc nhé. Đây, những tuổi này là không bị phạm hoàng kim lâu, đúng không? Còn tuổi này là không bị phạm hoàng ốc. Bao gồm những tuổi như là 1954, đúng không? 1954 là tuổi Giáp Ngọ, 1955 là tuổi Ất Mùi, 1957 là Đinh Dậu, 1958 là tuổi Mậu Tuất, 1961 là Tân Sửu, 1963 là Quý Mão, 1964 là Giáp Thìn, 1966 là Bính Ngọ, 1967 là Đinh Mùi, 1970 là Canh Tuất, 1972 là Nhâm Tý, 1973 là Quý Sửu, 1976 là Bính Thìn, 1979 là Kỷ Mùi, 1981 là Tân Dậu, 1982 là Nhâm Tuất, 1985 là Ất Sửu, 1990 là Canh Ngọ, 1991 là Tân Mùi, 1994 là Giáp Tuất, 1997 là Đinh Sửu, 1999 là Kỷ Mão, 2000 là Canh Thìn và 2003 là Quý Mùi. Đó. Đó là những cái tuổi mà không bị phạm hoang ốc trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Thì đây là hai tuổi mà không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những tuổi không bị phạm tam tai. Đó. À, thưa quý vị, tam tai là cái hạn 3 năm liên tiếp, đúng không ạ? Thì chúng ta có 12 con giáp chia làm 4 cặp tam hợp, đúng không ạ? Thì mỗi cặp chứa 3 bộ, là ví dụ như là Thân Tý Thìn này, Dần Ngọ Tuất này, Tị Dậu Sửu này và Hợi Mão Mùi. Đấy. Thì 4 bộ đấy thì cái tam tai nó đi theo bộ tam hợp, đúng không ạ? Và năm 2024, năm Giáp Thìn, thì có 3 con giáp bị phạm vào tam tai, đó là tuổi Thân, Tý, Thìn, đúng không? Thì bị tam tai 3 năm liên tiếp là năm Dần, năm Mão, năm Thìn. Thì năm 2024 là năm Giáp Thìn, thì sẽ có những con giáp sau đây là không bị phạm vào cái tam tai. Bao gồm những tuổi này, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tuổi Tuất và những người tuổi Hợi. Đó, đây là những con giáp không bị phạm vào cái tam tai. Đó, thì như vậy là chúng ta đã có những cái tuổi không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc và không bị phạm tam tai. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp ra và tìm ra những cái tuổi tốt nhất, nó vừa không bị phạm kim lâu, vừa không bị phạm hoang ốc, vừa lại không bị phạm tam tai, để chúng ta chọn làm cái tuổi để chúng ta thực hiện cái công việc động thổ làm nhà cho nó được thuận lợi, may mắn và được hanh thông trong cái công việc xây nhà. Và dựa vào 3 cái tiêu chí là kim lâu, hoang ốc và tam tai không bị phạm, thì chúng ta sẽ có những cái tuổi sau đây cực kỳ tốt lành để chúng ta gì tiến hành cái công việc là xây nhà, động thổ trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Thì đó là những tuổi nào? Thì đầu tiên ý, để chọn ra cái tuổi mà không bị phạm tam tai thì chắc chắn chúng ta phải trừ đi 3 tuổi là gì? Tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn, đúng không ạ? Thì nếu mà các bạn mà bị phạm tuổi ấy, các bạn mà bị phạm vào tuổi, bị phạm kim lâu, hoang ốc hoặc là tam tai mà không động thổ xây nhà được, thì các bạn có thể mượn những cái tuổi này để nhờ họ động thổ cho mình. Đó, bao gồm các tuổi sau này. Đầu tiên là những người sinh năm 1955 là tuổi Ất Mùi. 1955 là tuổi Ất Mùi, đúng không ạ? 70 tuổi. Thứ hai là những người sinh năm 1957, 1957 là tuổi Đinh Dậu, đúng không ạ? Đinh Dậu là đi 68 tuổi. Tiếp đến là những người sinh năm 1958, 1958 là tuổi Mậu Tuất, đúng không ạ? Mậu Tuất là đi 67 tuổi. Tiếp theo là những người sinh năm 1966, 1966 là Bính Ngọ, đúng không ạ? Bính Ngọ 1966 là 59 tuổi. Tiếp đến là những người sinh năm 1967, 1967 là tuổi Đinh Mùi, đúng không ạ? Đinh Mùi là 58 tuổi. Tiếp theo là những người sinh năm 1973, 1973 là Quý Sửu. Quý Sửu 1973 là 52 tuổi. Tiếp đến là những người sinh năm 1982 là Nhâm Tuất. Nhâm Tuất là chúng ta là 43 tuổi. Đúng không ạ? Tiếp theo là những người sinh năm 1991, 1991 là tuổi Tân Mùi. Tân Mùi năm 1991 là 34 tuổi này. Đó. Và cuối cùng chúng ta có một tuổi nữa là tuổi gì? 2003. 2003 là tuổi gì? Quý Mùi, đúng không ạ? Quý Mùi 2003 sẽ là 22 tuổi. Quý Mùi là 22 tuổi. Đó. Đó là những cái tuổi cực đẹp để xây nhà đây. Như vậy là năm 2024, năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn chúng ta sẽ có những tuổi sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 tuổi, đúng không ạ? 9 tuổi cực kỳ là đẹp. 9 tuổi cực đẹp. 9 cái tuổi này thì không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc, cũng không bị phạm cái tam tai. Vậy nên các bạn hoàn toàn có thể mượn cái tuổi này để chúng ta động thổ xây nhà cho được thuận lợi và may mắn. Tôi sẽ thi thứ tự cho các bạn nhé. Đầu tiên này, thứ 1 là những người sinh năm 1955 là Ất Mùi, 70 tuổi. Thứ 2 là 1957 là tuổi Đinh Dậu. Thứ 3 là tuổi 1958 là tuổi Mậu Tuất. Thứ 4 là tuổi 1966 là Bính Ngọ. Thứ 5 là tuổi 1967 là Đinh Mùi.
Thứ 6 là 1973 là Quý Sửu. Thứ 7 là 1982 Nhâm Tuất. Thứ 8 là 1991 Tân Mùi. Và thứ 9 là gì? 2003 là tuổi Quý Mùi. Đó. Đó là những cái tuổi cực đẹp mà chúng ta có thể động thổ xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. À, quý vị thân mến, như quý vị đã biết ý, thì để có tiền xây nhà đã là khó lắm rồi đúng không ạ? Đã là khó lắm rồi. Thế mà lại khi mà có tiền xây nhà rồi ý, thì lại phải làm gì? Lại phải chọn được cái người động thổ phù hợp. Nếu mà trong trường hợp không được tuổi ý, thì lại phải mượn tuổi, lại phải thế này thế kia nữa. Nó rất nhiều cái thủ tục mà khiến cho quý vị phải lo lắng đúng không ạ? Thì thông qua video này tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn biết được để quý vị có thể là nếu mà chúng ta lỡ bị phạm thì chúng ta sẽ có những cái tuổi này để chúng ta mượn, chúng ta tiến hành công việc động thổ làm nhà cho được thuận lợi và may mắn. Những cái tiêu chí để mượn tuổi động thổ thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để tiếp tục theo dõi chương trình để liên tục cập nhật những cái kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi cũng như là đời sống tâm linh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.